sau 9 năm, dàn diễn viên của phim Gia đình phép thuật giờ ra sao? Câu chuyện bắt đầu trên thế giới phép thuật. Ở đó, hai phái ma nữ và nguyên lão thường xuyên đấu đá lẫn nhau mà bất phân thắng bại. Nhìn thấy cuộc sống con người ở trái đất quá hòa bình, phái nguyên lão quyết định cử gia đình Baram xuống trái đất để học hỏi. Bên cạnh đó, phái ma nữ cũng cử hai người xuống nhằm mục đích phá hoại gia đình Baram. Toàn bộ những diễn biến trong phim cũng như bao câu chuyện giữa khóc giữa cười của những nhân vật trong bộ phim đã khiến khán giả say mê và không thể quên được. Trải qua một quãng thời gian dài nhưng nhiều thăng trầm, những diễn viên trong Gia đình phép thuật hiện giờ đang ra sao? Nhật Hạ vai Dê Dê. Được khán giả biết tới với vai diễn bé Phương là đối thủ của Angela Phương Trinh thủ vai bé Vi trong bộ phim Mùi Ngò Gai được lên sóng năm 2006. Nhưng phải đến khi tham gia Gia đình phép thuật, tên tuổi của Nhật Hạ mới được nhiều người biết tới. Với ngoại hình dễ thương cùng lối diễn xuất tự nhiên, chân thật đã giúp cho Nhật Hạ dễ dàng nhận được sự yêu quý của khán giả lúc bấy giờ. Cứ đi đến đâu, hầu như mọi người đều quên mất tên thật của Nhật Hạ mà gọi cô bằng cái tên trìu mến là chị Dê Dê. Thành công đến sớm nhưng cũng trở thành con dao hai lưỡi, là rào cản lớn cho Nhật Hạ sau này. Bởi dù niềm đam mê nghệ thuật còn cháy bỏng và tiếp tục tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác, cô khó mà vượt qua vai diễn để đời của mình. Suốt quãng thời gian từ 2012 đến 2014, Nhật Hạ quyết định tạm dừng công việc đóng phim và theo đuổi việc kinh doanh như ba mẹ mong muốn. Dù cô ép mình làm hài lòng đấng sinh thành, nhưng tình yêu nghệ thuật đã khiến cô một lần nữa quay lại với nghề. Nhật Hạ quyết định dừng ngành học kinh tế vì có học cũng không thấm nổi. Cô đăng ký thi vào trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và đậu thủ khoa khoa đạo diễn. Khi còn bé, con đường nghệ thuật trải đầy hoa hồng với Nhật Hạ bao nhiêu thì khi trưởng thành nó trở nên chông chênh bấy nhiêu. Cô như một đứa trẻ chập chững tập đi từng bước, tích góp từng viên gạch xây lại ngôi nhà mơ ước của chính mình. Cô viết kịch bản cho một số chương trình nhỏ và phim ngắn. Nhật Hạ cũng nhận phim khi có vai phù hợp, lấy ngắn nuôi dài để duy trì đam mê. Cô từng trở lại màn ảnh với vai diễn trong Mặt Nạ Thiên Thần, Tình và Lý với nhiều cảnh nóng và nặng về tâm lý. Thế nhưng sự nghiệp chưa nở hoa thì cô phù thủy nhỏ Dê Dê lại theo chồng bỏ cuộc chơi với người bạn trai lâu năm. Sau vai trò làm vợ, Nhật Hạ bị cuốn vào guồng quay của người phụ nữ khi mang thai và chăm con. Sở hữu sắc vóc đẹp, khả năng diễn xuất trời phú, điều thiếu của Nhật Hạ chỉ là cơ hội để tỏa sáng thêm lần nữa. Trong cô, tình yêu nghề và ý chí phấn đấu cho nghề vẫn không hao mòn dù vấp nhiều ngăn trở. Mới đây, với tổ chức của một nhà sản xuất, Nhật Hạ đã bắt tay với nhạc sĩ Lương Bằng Quang cùng ekip của mình cho ra mắt MV Nhớ Ai Đó do chính cô làm producer. Đây cũng là ca khúc do chính Lương Bằng Quang viết riêng cho cô. MV không đơn giản là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một cột mốc ghi nhận những nỗ lực hết mình của Nhật Hạ, đánh dấu sự trở lại của một tài năng nghệ thuật và mở ra thêm hướng đi mới với danh xưng ca sĩ trẻ trên con đường âm nhạc. Hiện tại, cô thủ khoa vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cho mình những vai diễn trên truyền hình, khẳng định sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật bằng chính bản thân mình. Gia Kỳ vai Masuri. Khác với nhân vật cô chị Dê Dê rất thích chế thuốc phép thuật và hay tạo ra các vụ nổ trong nhà, thì ngược lại, Suri, tức Gia Kỳ đóng, lại vô cùng hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ bạn bè của mình. Anh chàng là người thật thà, đồng thời cũng là nhà ảo thuật có tình cảm sâu sắc. Dù chưa từng học qua bất kỳ khóa đào tạo diễn viên nào, nhưng Gia Kỳ đã vào vai rất hồn nhiên, dễ thương, gần gũi và không kém phần hóm hỉnh. Nhờ có gương mặt sáng, giọng nói truyền cảm và rõ chữ mà năm học lớp 4, Gia Kỳ đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Minh Cao khi tìm một gương mặt nhí để tham gia vào vai Nhóc Lâm trong phim Cô Tiên Xanh. Lúc mới tham gia lĩnh vực này, cậu còn hơi bỡ ngỡ nhưng dần dần cũng đã chinh phục được đạo diễn, người biên tập. Nhớ nhất là vai Kubi trong Lênh Lang Trắng, đóng chung với các diễn viên ngôi sao vốn là thần tượng của mình, Gia Kỳ rung vô cùng. Không ngờ cậu lại được chính các thần tượng hướng dẫn cách diễn xuất giúp cậu tự tin hơn. Với một diễn viên nhí, việc được chọn vào vai chính trong bộ phim truyền hình dài 340 tập Gia đình phép thuật là một sự kiện lớn. Thế nhưng khi kết thúc 340 tập của bộ phim, Gia Kỳ gần như chỉ tập trung cho việc học mà ít khi tham gia các hoạt động nghệ thuật. Thậm chí, anh chàng còn không sử dụng mạng xã hội như nhiều người khác. Trong những hình ảnh hiếm hoi của Gia Kỳ, có thể thấy cậu bé Suri bé nhỏ ngày nào giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng gương mặt thì không có quá nhiều sự thay đổi. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video.
Đình Toàn vai Ma Punvun. Không chỉ là diễn viên kịch, Đình Toàn còn được biết đến với vai trò diễn viên phim truyền hình như vai diễn Ma Punvun, một ông bố vui nhộn và lý lắc trong gia đình phép thuật. Ma Punvun là chồng của Chini, mê vẽ nhưng chỉ vẽ đẹp nhờ phép thuật, còn vẽ bằng tay thì rất xấu. Đình Toàn sinh năm 1976, bố mẹ anh quê ngoài Bắc nhưng anh lại sinh tại Sài Gòn. Thời đi học, Toàn đã yêu thích kịch và tham gia đội múa rối tại nhà thiếu nhi thành phố. Nhưng theo định hướng của gia đình, sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh đã đăng ký dự thi vào khoa du lịch thuộc Đại học Quốc gia và tốt nghiệp với bằng hướng dẫn viên. Ra trường, anh đã đi làm tại một công ty du lịch 2 năm, nhưng trớ trêu là Toàn lại vẫn thấy nhờ diễn viên nên đã đăng ký tham gia lại đội múa rối. Rồi một lần tình cờ được mời tham gia nhóm Líu Lo thực hiện các chương trình văn nghệ cho thiếu nhi trên HTV. Anh đã gặp nghệ sĩ Thành Lộc. Cái duyên nhí nhảnh, hồn nhiên, rất hợp với thiếu nhi của anh đã được Thành Lộc để ý và mời về sân khấu kịch IDCAP. Từ những vai phụ, Đình Toàn được phân những vai quan trọng như Người Rơm trong Cô Bé Tí Hon, Thánh Gióng trong Thánh Gióng, Aladdin trong Aladdin và Cây Đèn Thần, Nhân Sư trong Hoàng Tử Ai Cập, Tô Ngộ Không trong Tề Thiên Đại Náo Thiên Cung, Chú Bé trong Cậu Bé Rừng Xanh. Cùng với ekip thực hiện, anh đã làm cho Ngày Xưa Ngày Xưa trở thành series kịch ăn khách nhất Việt Nam. Từ năm 2000 đến nay, anh liên tục được mời dẫn cho nhiều chương trình thiếu nhi như Ai Nhanh Hơn, Nem Dat Sun, HTV, Vui Cùng Bé Yêu trên VTV, Ding Dong Ding Dong, Nhịp Điệu Tuổi Thơ và gần đây là chương trình Siêu Quậy Tí Hon. Lý Thanh Thảo vai Angini. Trong gia đình phép thuật, Angini do Lý Thanh Thảo thủ vai là mẹ của Jeje và Suri, rất thân với Mai Phương và được Mai Phương dạy cho nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Chini phải trở lại thế giới phép thuật để sinh con từ tập 132, nhưng quay trở về thế giới loài người sau khi sinh xong từ tập 206. Nhắc đến Lý Thanh Thảo, khán giả Việt Nam sẽ nhớ đến một cô gái nhỏ nhắn có nụ cười duyên dáng với lối diễn xuất tự nhiên nhưng vô cùng tinh tế. Thảo sinh ra và lớn lên tại Cần Giuộc, Long An, trong gia đình có hai anh em. Cô tốt nghiệp khóa 5, khoa diễn viên trường sân khấu và điện ảnh. Năm 2006, cô rẽ ngang theo học khóa đạo diễn sân khấu cùng với diễn viên Hạnh Thúy. Trước gia đình phép thuật, nữ diễn viên sinh năm 1982 từng gây ấn tượng với vai Thủy lúc lớn trong phim Mùi Ngò Gai bên cạnh các tên tuổi như Ngọc Trinh, Cao Minh Đạt, Hòa Hiệp. Năm 2009, cô quyết định lên xe hoa. Ông xã Thảo khi đó là một chàng quay phim đẹp trai nam tính. Sau khi kết hôn, Thảo dành nhiều thời gian để sinh con và chăm sóc gia đình. Nhưng chỉ sau 2 năm kết hôn và khi con trai mới trên 1 tuổi, Lý Thanh Thảo đã khiến dư luận bất ngờ khi tuyên bố đã kết thúc cuộc hôn nhân này. Ngỡ như vậy thì chuyện tình của Thảo cũng sẽ khép lại. Nhưng mới đây, cô nàng lại chia sẻ về niềm hạnh phúc khi gặp được đúng người. Sau một thời gian tìm hiểu, Lý Thanh Thảo và người yêu Christian Rome đã về chung một nhà và đã sinh được một cậu con trai. Hiện tại, cô đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây và hai cậu con trai. Kim Hiền vai Hoa Hồng Đen. Trong phim, Kim Hiền thủ vai Hoa Hồng Đen, một nhân vật rất nham hiểm nhưng cũng có phần yếu đuối. Cô có tình cảm sâu sắc với Mây và là chị em thân thiết với Dê Dê. Chạm ngõ điện ảnh từ khi còn nhỏ qua những vai diễn trong các bộ phim Các Bụi Hè Đường, Cánh Chim Mặt Trời. Thế nhưng, phải đến khi tham gia bộ phim Dốc Tình, Kim Hiền mới chính thức bước vào nghề diễn chuyên nghiệp. Sau bộ phim này, khán giả quen hơn với gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc, nụ cười tươi trên khuôn miệng rộng của nữ diễn viên qua hàng loạt phim như Hương Phù Sa, Ngũ Quái Sài Gòn, Mùi Ngò Gai, Tuổi Yêu. Sự nghiệp thành công bao nhiêu thì trong tình yêu, Kim Hiền lại kém may mắn bấy nhiêu. Sự đổ vỡ hôn nhân với DJ Phong như một cú sốc lớn đối với cô gái trẻ. Tuy nhiên, trải qua bao đau khổ, cuối cùng nữ diễn viên đã tìm được hạnh phúc thật sự bên Andy, doanh nhân Việt Kiều. Không chỉ yêu thương Kim Hiền mà Andy còn xem Sonic, con của Kim Hiền và chồng trước như con ruột của mình. Hạnh phúc càng trở nên viên mãn khi Kim Hiền cùng Andy đón cô con gái xinh xắn đáng yêu chào đời. Hiền rất ít khi chia sẻ về người chồng thứ hai của mình, nhưng chỉ cần nhìn vào những hình ảnh thường ngày của cô thì cũng phần nào cảm nhận được cuộc sống gia đình hạnh phúc của nàng Hoa Hồng Đen ngày nào. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!